Mình là chủ tiệm ở Gaviton, Diamond Nail Spa ở Gaviton. Mình tên Thảo. Mình cũng qua đây mới hơn 9 năm thôi. Thì mình mới qua là mình đã xâm nhập vào mua tiệm nail và kinh doanh tiệm nail cũng 9 năm. Thì 9 năm thì mình cũng cũng có cái tiệm thứ hai. Thì trong 9 năm này thì có rất là nhiều cái kinh nghiệm. Mới đầu thì mình nghĩ nó rất là đơn giản. Chỉ là vô tiệm nail ở thợ làm rồi tính lương cho thợ nó đơn giản, nhưng mà sau cái đó thì nó rất là nhiều cái phát sinh, nhất là về vấn đề cộng lương. Tại vì sao? Mình là người mới, mình build tiệm nail mà làm, và mình cũng là một người thợ để mà làm phục vụ cho khách hàng. Thì sau khi mình làm về, mình làm bản thân mình cũng cộng tiền cho mình cũng mệt. Rồi mình cộng lương cho thợ, rồi nào là tiền tiếp mỗi ngày, thô đồ của mỗi ngày, và sau đó là làm lương cho thợ cuối tuần, thì mình rất là busy. Vấn đề cộng lương rất là làm cho mình rất là mệt mỏi. Thì hôm nay bên công ty của Pathboy có đến giới thiệu cho mình một cái sản phẩm mới, đó là cái máy check in mobile. Theo mình thấy được cái máy này á, thì giúp cho mình được là thứ nhất là khách sau khi khách ra tính tiền, khách cho tiếp nè, thì thợ thợ mình thợ làm việc á, thì họ không có worry về tiền tiền tiếp, không cần biết, thì khách đã cho tiền tiếp trong đây rồi, thì mỗi ngày ra đó thì nó đã có thô đồ sẵn ở trong máy rồi. Cuối tuần mình làm lương á, thì mình cũng không phải mất thời gian, mình chỉ vào cái bấm chi lương cho thợ, tất cả nó có trong cuối tuần, là giúp cho mình rất là giảm thời gian và đỡ nhức đầu. Thì đây là cái máy để cho giúp cho mình giảm bớt đi, giống như một chút gánh nặng cho cái tiệm của mình, cái business của mình vậy đó. Thì mình thấy là rất là hay. Đôi khi mình bận bịu cái công việc mình làm á, với thợ với khách mỗi ngày nó y chang như mỗi ngày, nó sẽ tạo cho mình một cái áp lực. Lời qua tiếng lại với thợ nữa, cộng đúng hay không đúng nữa, thì đây cũng giúp cho mình cái người thợ nào làm cho cái thân đó và người thợ nào làm mess up như thế nào, thì người thợ đó cũng sẽ có một cái trách nhiệm. Đây cái receipt ngày hôm đó nè, chị làm nè, vấn đề khách nó cầm lên chị, nó không thích chị, nó không hài lòng chị, như thế nào đó đó, đây là cái receipt, tên tuổi của khách đó, cô khách đó bị cái gì trở lại. Đây mình sẽ đưa cái receipt đó, giống như trước đây mình ghi, mình viết xuống, cô thợ đó có nói, cái khách đó hôm đó tôi không có làm, thế này nọ kia, thì nó rất là giữa thợ với mình cần cái tình cảm hơn, và đâu đó nó phải rõ ràng. Vấn đề nói chung là cũng giảm bớt đi cái sự căng thẳng giữa mình và thợ và khách, và hép cho mình đỡ lắm. Nhưng mà cái vấn đề đỡ vấn đề này cũng giúp cho mình được cái business mình nó tốt hơn, good hơn.